Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 54 thực sự đi vào thực tiễn ở Hưng Yên và đem đến những chuyển biến vượt bậc cho tỉnh. Đó là đánh giá tại hội nghị tổng kết Nghị quyết số 54 và kết luận số 13 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng do tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức sáng nay. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 16 năm thực hiện Nghị quyết số 54, kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên liên tục tăng trưởng cao với tốc độ bình quân 9,46% trên năm. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2021 đạt trên 110.000 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần so với năm 2005, gấp 42 lần khi tái lập tỉnh năm 1997. Và trở thành tỉnh khá trong cả nước và khu vực. Các ngành lĩnh vực then chốt phát triển khá, sản xuất công nghiệp với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 18,03% trên năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực theo hướng phát triển công nghiệp dịch vụ, hình thành được cơ chế liên lạc, liên kết chặt chẽ, tích cực hợp tác với các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, các đại biểu thảo luận làm nổi bật những thành tựu trong 16 năm thực hiện Nghị quyết số 54, nhất là hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông qua thực tiễn triển khai Nghị quyết số 54 để góp phần xây dựng nghị quyết mới về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Trần Quốc Văn kiến nghị với Trung ương hai vấn đề. Kiến nghị thứ nhất là đề nghị với lại Trung ương có ý kiến chỉ đạo thủ đô Hà Nội để cho các cơ sở giáo dục đào tạo của Trung ương nhưng mà trên địa bàn Hà Nội thì phải cho đấu giá đất để cái nguồn lực để về Hưng Yên xây dựng ở tại Hưng Yên. Nội dung này thứ hai đó là phát triển công nghiệp. Khi mà quy hoạch chung của tỉnh Hưng Yên là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Vì lý do quy hoạch đất thì rất ngắn, quy hoạch sử dụng đất chỉ có 10 năm thôi, 21-30. Nhưng mà khi phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung thì đề nghị có nghị quyết Trung ương là đề nghị là cái đó ta không căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất mà phải căn cứ vào quy hoạch chung. Sau đó là cái chỉ tiêu phân khai đất sản xuất công nghiệp với thì phải đề nghị điều chỉnh lại cho phù hợp. Ở đấy tôi nói ví dụ như chúng ta là đề xuất là 7.000 hecta đến năm 2025 để cắt cái chỉ tiêu chỉ còn có 3.800 thôi. Nhưng mà thực tế thì này đã được Thủ tướng Chính phủ là bổ sung khoảng 3.900 rồi. Nhưng mà chỉ tiêu của chúng ta là chỉ có 3.800 thôi. Giữa quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh là không phù hợp, không ăn khớp với quy hoạch sử dụng đất. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đánh giá Nghị quyết số 54 đã thực sự đi vào thực tiễn ở Hưng Yên và phát huy hiệu quả tích cực. Hưng Yên có vị trí địa, kinh tế thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, còn nhiều dư địa cho phát triển, vì vậy tỉnh cần tận dụng tối đa các lợi thế này. Trong phát triển thì người ta có chia làm 3 cái giai đoạn phát triển. Giai đoạn phát triển đầu tiên là giai đoạn phát triển mở dựa trên cơ sở mở rộng cái nguồn lực. Giai đoạn phát triển thứ hai là giai đoạn dựa trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn phát triển dựa trên cơ sở đổi mới và sáng tạo. Hiện tại bây giờ Hưng Yên thì chúng ta có GDP bình quân đầu người tầm khoảng 87 triệu. 87 triệu là chúng ta đã trên 3.000 đô la Mỹ. Và với trên 3.000 đô la Mỹ như vậy thì nó đã tương ứng với cái giai đoạn phát triển phải dựa trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Và với một nguồn lực về đất đai, theo quan điểm của riêng tôi thì trong tương quan so sánh tương đối với các địa phương khác là tương đối khan hiếm thì chúng ta phải rất là sử dụng hiệu quả cái nguồn lực này. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đó thì một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Điểm thứ hai là phát huy cao độ cái lợi thế về địa kinh tế. Cái lợi thế là nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, trong tam giác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và nằm trên hai hành lang kinh tế. Điểm thứ ba đó là mở rộng cái không gian phát triển thông qua liên kết hợp tác với các địa phương ở trong vùng. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản khẳng định Nghị quyết số 54 và kết luận số 13 của Bộ Chính trị là chủ trương đúng đắn nhằm xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau 16 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Hưng Yên từ một tỉnh nghèo, thuần nông và độc canh cây lúa, từng bước trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Quy mô công nghiệp tăng nhanh, luôn cao hơn so với tốc độ tăng GRDP hàng năm. Đồng chí đề nghị Trung ương sớm tổng kết đánh giá toàn diện Nghị quyết số 54 và ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.
Chúng tôi cũng trân trọng đề xuất với Trung ương và trân trọng đề nghị các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, phát triển toàn diện, khai thác tối đa mọi tiềm năng lợi thế của từng địa phương. Và trong nghị quyết thì cũng nêu rõ làm sao là chúng ta lưu được cái cơ chế chính sách của cái liên kết vùng. Hai đó là cũng rõ là cái hoạt động điều phối vùng thì phân cấp như thế nào để chúng ta thực hiện trong cái hệ thống chính trị của chúng ta. Chúng ta cũng phải nghiên cứu đặt ra các chính sách về đào tạo nguồn nhân lực ở khu vực. Vì báo cáo đồng chí là chúng tôi Hưng Yên thì không những là lao động của Hưng Yên đáp ứng ở địa bàn thì cũng đã là thiếu nguồn lực. Bây giờ các tỉnh bạn như là Tây Bắc các vùng là cũng đã công nhân đã về dưới này để lao động vào đó và thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế của các cá nhân. Thì chúng ta bây giờ thực hiện cái liên kết của vùng đồng bằng sông Hồng thế nào hay là liên kết với các vùng khác. Đấy, cái mở cửa như sao để chúng ta thực hiện được cái nguồn nhân lực này. Chúng ta phải giảm ô nhiễm môi trường và nhất là cái nguồn sông Bắc Hưng Hải. Thì bây giờ cái cơ chế giải quyết vẫn giảm thiểu ô nhiễm môi trường của vùng để chúng ta có đặt ra.